chào tất cả quý vị khán giả, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang được gặp nhau trong buổi trò chuyện trực tuyến do dầu ăn cao cấp Rani, dầu ăn 100% từ cá tổ chức. Và lần trước thì chúng ta đã cùng nói về nỗi lo liên quan đến dầu mỡ. Ở chủ đề lần này, Vân nghĩ là sẽ thiết thực hơn rất nhiều vì chúng ta sẽ chia sẻ về bí quyết sáng mắt cho cả gia đình cùng với chuyên gia dinh dưỡng. Và chúng ta sẽ được gặp gỡ một nhân vật đã từng được xuất hiện trong một buổi trò chuyện lần trước, đó chính là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tuyết Mai. Bác sĩ hiện là Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Xin chào bác sĩ Tuyết Mai ạ. Xin chào MC Ốc Thành Vân và xin chào các quý vị khán giả. Vâng ạ. Rất vui là chúng ta lại được gặp nhau trong một livestream mới với một cái chủ đề khá là hấp dẫn, làm sao để có được cái bí quyết để làm sao sáng mắt mà lại cho cả gia đình. Vâng ạ. Bằng dinh dưỡng, đúng ạ. Như vậy chúng tôi các chuyên gia dinh dưỡng cũng cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc khi được chia sẻ những cái thông tin để giúp cho các quý vị của chúng ta, nhất là những nhà tiêu dùng thông thái, để làm sao có được những cái bí quyết này. Vâng ạ, nói như vậy để thấy rằng là vai trò của dinh dưỡng rất là quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của chúng ta, và cụ thể là nó tác động trực tiếp đến sức khỏe của đôi mắt. Và với một cái thời buổi hiện đại như thế này thì chúng ta phải đối diện với quá nhiều những cái nỗi lo khác nhau. Và nhìn cặp mắt kiến của bác sĩ Tuyết Mai thì em xin hỏi bác sĩ là cái này là bác sĩ bị cận à, phải không ạ, hay như thế nào ạ? Đúng rồi MC Ốc Thanh Vân. Đây là một trong những cái bệnh nghề nghiệp, đó là sử dụng rất là nhiều máy tính đối với các nhà nghiên cứu khoa học. Nên chính vì vậy mà khi mà tiếp xúc quá nhiều với màn hình như vậy thì cũng đã làm cho cái thị lực của tôi đã giảm đi nhanh chóng. Và chính vì vậy mà tôi đã phải đeo kính suốt hơn 10 năm nay rồi đấy ạ. Nhưng mà bác sĩ cứ yên tâm, tại vì chiếc kính này nó cũng không có làm ảnh hưởng tới vẻ bên ngoài của bác sĩ đâu. Nhìn bác sĩ rất là duyên dáng trong cặp kính này. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nói với nhau rằng là dù sao thì gắn liền với một cái kính nó cũng sẽ có những cái bất tiện nhất định. Mặc dù là chúng ta đeo kính bây giờ nó cũng là vì thời trang nữa. Tuy nhiên nếu mà đôi mắt của chúng ta khỏe thì vẫn tốt hơn. À, hôm nay chúng ta sẽ nhận được quà từ Rani, cho nên mong rằng là mọi người hãy tương tác để chúng tôi có thể nhìn thấy những comment của các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ một thông tin muốn chia sẻ hoặc là một thắc mắc cần được bác sĩ Tuyết Mai giải đáp thì đừng ngại ngần, hãy cho chúng ta thấy được những câu hỏi và chúng tôi sẽ lần lượt trả lời. Và với những tương tác của các bạn cũng như là việc các bạn chia sẻ lại livestream này về tường nhà mình ở chế độ công khai thì chắc chắn là Rani dầu ăn cao cấp 100% từ cá sẽ gửi quà đến cho cả nhà mình. Như những lần trước thôi, chúng ta đã từng được những món quà đúng không ạ? Thì lần này cũng sẽ như vậy, sẽ có 50 chai dầu ăn Rani dầu ăn cao cấp 100% từ cá gửi đến cả nhà mình khi các bạn tương tác. Nên là mọi người hãy chia sẻ để chúng tôi có thể nhận được những câu hỏi từ cả nhà mình nha. Quay trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ra ngày hôm nay, thực ra là ở thời buổi hiện đại như thế này, Vân thấy rằng là chúng ta dù muốn hay không thì vẫn phải tiếp xúc quá nhiều với những thiết bị thông minh. Có những người đi làm văn phòng thì ngồi cả ngày ở bàn làm việc của mình trước cái màn hình máy vi tính. Hay là giống như Vân, Vân thì may mắn là mắt của mình rất là khỏe, Vân không có bị cận, cũng không có bị viễn và có khả năng nhìn rất là xa. Nhưng mà các bạn cũng biết là công việc của mình ngồi như thế này trước một cái lượng đèn quá lớn và ánh sáng rất là mạnh từ những cái đèn nó cứ chiếu thẳng vào trong mắt của mình. Có nhiều hôm Vân quay xong, đạo diễn vừa hô cắt máy một cái bước ra là em không thấy đường luôn. Giống như nãy giờ là mình đã bị tập trung và cái mắt của mình nó phải hoạt động hết công suất. Đến khi vừa buông ra cái là mắt của mình cảm giác là mình giơ tay mà cứ thấy nó nhòe nhòe như thế này. Thì Vân lại phải nhắm mắt một lúc để cho đôi mắt của mình nó được nghỉ ngơi một lúc. Và Vân biết rằng là nếu như mà mình không để ý đến sức khỏe của đôi mắt, cộng với vấn đề về tuổi tác, khi mà mình càng lớn tuổi thì cái thị lực của mình nó cũng giảm đi. Và còn rất là nhiều những cái nguyên do khác nữa. Em biết là bác sĩ thì chuyên môn về dinh dưỡng, nhưng không phải là chuyên môn về mắt. Nhưng mà có lẽ là với tư cách là một bác sĩ thì bác sĩ cũng nhận định rằng là cái hiện trạng về sức khỏe đôi mắt của người dân Việt Nam mình hiện nay nó cũng có những cái đáng báo động đúng không ạ? Đúng như thế. Ốc Thanh Vân thấy rồi đấy. Các bạn học sinh bây giờ đi học á, là ở trong một lớp mà chúng ta tới có một nửa, phân nửa là các bạn đeo kính. Đấy là chưa nói chúng ta có các rối loạn khác liên quan đến thị lực. Chính vì vậy mà chúng ta thấy cái vấn đề mà làm sao để bảo vệ đôi mắt, đấy là những cái
cái vấn đề mà chúng ta phải hết sức là quan tâm đến hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là đối với trẻ em. Bởi vì làm sao, như chúng ta đã biết là các cụ vẫn nói là giàu hai con mắt, đúng không ạ? Và đôi mắt thì là cửa sổ của tâm hồn, nên chính vì vậy mà cái việc chăm sóc bảo vệ đôi mắt không những nó làm cho chúng ta khỏe và để làm sao nhìn được sáng và đẹp, thì chúng ta lại còn thấy rằng đôi mắt nó lại làm nói lên được tất cả những cái vấn đề về sức khỏe của chúng ta. Vậy thì cái nguyên nhân mà như Ốc Thanh Vân cũng đã chia sẻ thì chúng ta đã thấy rồi. Cái vấn đề chính thì chúng ta có một số các cái nguyên nhân mà chúng ta hay gặp. Thứ nhất là đầu tiên phải nói đấy là cái vấn đề liên quan đến cung cấp các cái chất dinh dưỡng cho đôi mắt của chúng ta. Là thông thường nếu như chúng ta không chú ý thì thông thường là rất hay thiếu. Và như các bạn đã biết là hiện nay theo các cái thống kê điều tra của Viện Dinh dưỡng thì có tới 13% trẻ em của chúng ta vẫn còn thiếu vitamin A. Và như vậy mà các bạn đã biết rồi, vitamin A thì lại cực kỳ là liên quan đến cái vấn đề cho việc là thị giác và cũng như là chăm sóc đôi mắt của chúng ta. Nên chính vì vậy mà chúng ta có thể nói rằng là nếu như chúng ta ăn uống mà thiếu vi chất dinh dưỡng, ví dụ như là vitamin A hay là các cái nhóm B1, E thì tất cả những vấn đề đó đều cũng có thể là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cho đôi mắt của chúng ta cũng ảnh hưởng đến các cái bệnh về mắt như là rối loạn thị lực, lại rồi khô mắt hay là ngay cả quáng gà. Bên cạnh đó thì các cái yếu tố môi trường cũng như là các cái thói quen. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng như thói quen Ốc Thanh Vân đã nói, có nghĩa là chúng ta phải làm việc ở trong một cái cường độ về ánh sáng. Ví dụ như chúng ta sử dụng nhiều màn hình máy tính, rồi ngồi gần và tư thế ngồi không chuẩn. Rồi bên cạnh đó chúng ta lại bị các cái yếu tố về môi trường, khói bụi, rồi tất cả những cái đó cũng đều ảnh hưởng đến mắt của chúng ta nếu như chúng ta có bảo vệ không tốt. Ngoài ra các vấn đề về stress, áp lực tâm lý, cường độ lao động cũng làm cho đôi mắt của chúng ta cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta biết rồi, một số các cái bệnh thì lại cực kỳ liên quan đến mắt. Ví dụ như là các cái bệnh mãn tính không lây như là đái tháo đường, tăng huyết áp thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến đôi mắt của chúng ta. Và tuổi tác của chúng ta cũng làm cho đôi mắt cũng lão hóa dần lên. Chính vì vậy đây là những cái nguyên nhân mà làm cho các bệnh về mắt của chúng ta thì nếu mà càng lớn tuổi thì chúng ta cũng sẽ gặp được khá nhiều các cái vấn đề về mắt như là đục thủy tinh thể này, rồi là thoái hóa võng mạc này, rồi là các cái vấn đề liên quan đến thị lực, đặc biệt là cận thị, viễn thị thì gặp rất là nhiều. Nãy giờ bác sĩ biết không, có rất là nhiều comment của mọi người. Có vẻ như đây là cái vấn đề mà được sự quan tâm rất là lớn từ cả nhà mình. Mình cũng phải nói với nhau một cách thú thật là bây giờ làm sao mà không làm việc với chiếc máy tính đây. Thời buổi công nghệ 4.0 rồi, như Vân cũng vậy, nhiều khi đâu có xách laptop ra ngoài đường mà Vân sử dụng điện thoại thông minh và cứ ngồi trên xe, đường thì gặp gần như thế này mà mình cứ cố tập trung để đọc kịch bản, tại vì cũng vấn đề là do thời gian của mình quá cạn kiệt. Và khi Vân nạp kịch bản như vậy bằng tất cả sự tập trung thì mắt của mình nó phải điều tiết, và cái cường độ điều tiết nhiều khi làm cho mắt của mình cay xè, mình mỏi mắt và chảy cả nước mắt luôn. Mà cũng chẳng phải là chỉ có người lớn đâu, các con của Vân kìa, các bé thì cũng rất là mê sử dụng những chiếc máy tính bảng. Cũng có khi các bạn chơi game, nhưng mà cũng có khi là các bạn học ở trên chiếc máy tính đó luôn. Cho nên mình cũng không có nói với các con rằng là thôi, tuyệt đối không được sử dụng, bởi vì đó là một cái thiết bị cũng rất là cần thiết cho việc học của các con. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không để ý, và khi các bạn cầm những chiếc máy tính bảng hoặc là điện thoại thông minh các bạn để quá sát, và sau đó thì các con Vân nói rằng là mẹ ơi con nhức đầu quá. Mình cứ nghĩ trẻ con mà tại sao mà cứ than nhức đầu giống như người lớn, chúng đâu có bị stress giống như là người lớn chúng ta đâu. Thì sau khi mình hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng là do con của em sử dụng những chiếc máy tính bảng quá nhiều và bé tập trung như vậy gây ra cái tình trạng đau đầu. Như vậy dù là muốn hay không thì chúng ta phải nói với nhau rằng tất cả những cái vấn đề này nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta nói chung. Và nếu như mà không có cái ý thức để mà chăm sóc cho đôi mắt của mình thì từ những cái vấn đề tưởng chừng như là ai cũng gặp đó, nó cũng có thể dẫn tới những căn bệnh khác. Và khi mà đã trở thành bệnh thì lúc đó sẽ khó chữa hơn rất nhiều. Nó cũng có nhiều cái nó nguy hiểm đối với sức khỏe của mình, đúng không bác sĩ? Đúng là như thế. Chúng ta biết rằng những cái ảnh hưởng của các cái vấn đề về bệnh lý của mắt mà nếu như chúng ta không được điều trị và cũng như là chúng ta dự phòng sớm thì chắc chắn là chúng ta sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như là các bạn thấy rồi, nếu như một bé mà chúng ta đeo kính cận thị, đúng không ạ, thì chắc chắn là cái khả năng học tập của bé cũng sẽ không thể nào mà bằng một bé có một đôi mắt sáng thông thường được. Ngoài ra bé lại còn hạn chế vận động, rồi hạn chế rất là nhiều cái khi mà đeo một cái cặp kính khá là dày. Chưa nói đến người lớn của chúng ta thì cũng
giảm năng suất lao động, bởi vì đã có những cái kết quả nghiên cứu trên thế giới thấy rằng rằng nếu như chúng ta bị loạn thị về mắt thì chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sức lao động và cũng như học tập rất là cao. Ngoài ra thì các bạn biết rồi, nếu như chúng ta mà không điều trị tốt và cũng như là có phòng ngừa tốt thì chúng ta còn có thể là dẫn đến cả mù lòa nữa đấy. Nếu như ví dụ như đặc biệt là trước đây chúng ta có những cái trường hợp mà thiếu vitamin A nặng, thì đặc biệt là liên quan đến các cái vấn đề về việc mà tăng cường với cái khả năng thị giác, nên chính vì vậy mà bong chóc võng mạc rồi viêm loét võng mạc và dẫn đến là chúng ta có thể dẫn đến hiện tượng mù lòa. Đây là một trong những cái vấn đề mà ngày trước khi mà chúng ta thiếu vitamin A trong cơ thể của chúng ta thì chúng ta gây ra những cái vấn đề này. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta không còn gặp nhiều trường hợp này nữa, nhưng mà chúng ta thiếu các vitamin A tiền lâm sàng mà khi chúng ta xét nghiệm máu thì đấy là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rằng là vitamin A cũng đã thiếu trong cơ thể. Và như các anh các chị đã biết là ai cũng biết vitamin A là vitamin cho đôi mắt, đúng không ạ? Giống như là một thần dược vậy. Thần dược, dạ. Vâng ạ, và chắc chắn là chúng ta sẽ phải bổ sung vitamin A cùng với những loại vitamin khác để chăm sóc cho sức khỏe của đôi mắt sẽ tốt hơn và khỏe hơn mỗi ngày. Các bạn ơi, nãy giờ các bạn có nghe những thông tin này, có cảm thấy nó đúng với mình hay không? Có cảm thấy thiết thực hay không? Nếu có thì Vân hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục theo dõi livestream trọn vẹn cho đến phần cuối cùng luôn. Và chúng ta hãy tương tác với nhau để mọi người có cơ hội kết nối với nhau nhiều hơn. Những câu hỏi của các bạn khi mà chia sẻ qua các comment thì Vân cũng sẽ đọc lên cho mọi người cùng nghe, và bác sĩ Tuyết Mai sẽ lần lượt trả lời, cũng như các bạn chia sẻ lại livestream này về tường nhà mình ở chế độ công khai để cho nhiều bạn bè của các bạn có thể đọc được. Và chúng ta sẽ nhận được quà từ Rani, đó chính là 50 chai dầu ăn Rani, dầu ăn cao cấp 100% từ cá. Và Vân tin rằng là đối với những ai luôn quan tâm đến sức khỏe và nhất là sức khỏe đôi mắt, thì với Rani các bạn cũng sẽ cảm thấy thuận lợi hơn trong việc chế biến những món ngon cho gia đình mình mỗi ngày, và cũng là một cơ hội để chúng ta chăm sóc cho đôi mắt của gia đình mình tốt hơn nữa. Nãy giờ thì có nhiều comment lắm bác sĩ, và có người thì hỏi là có những cái cách nào đơn giản để mình có thể áp dụng và làm cho đôi mắt của các thành viên trong gia đình khỏe hơn hay không ạ? Đây là một cái câu hỏi hết sức là thú vị, là bởi vì là mối quan tâm của rất là nhiều các cái bậc cha mẹ phụ huynh, đặc biệt là có con nhỏ, khi mà luôn luôn làm sao để cho con mình không phải đeo kính khi đến trường. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có rất là nhiều các cái giải pháp để mà phòng chống các cái vấn đề này, và cũng như là khi mà chúng ta đã mắc rồi thì chúng ta cũng phải có những cái điều trị tích cực. Ở đây thì chúng ta có một số các giải pháp, thì trong đó thì chúng tôi phải nói rằng các cái giải pháp về vấn đề điều trị trực tiếp thì chúng ta đã đến chuyên khoa khám mắt rồi. Tuy nhiên đối với, thì chúng ta sẽ phải dùng thuốc hay là chúng ta phải sử dụng kính để mà giải quyết về vấn đề thị lực. Nhưng mà đối với chuyên gia dinh dưỡng thì chúng tôi thấy rằng cái vấn đề mà cung cấp các cái chất dinh dưỡng để đảm bảo phòng và chống các cái bệnh liên quan đến mắt, cũng như là cải thiện được cái công tác điều trị khi mà chúng ta đã bị rồi thì như thế nào, cần phải bổ sung một số các cái chất dinh dưỡng mà rất là tốt cho mắt, ví dụ như là vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin nhóm B, rồi ngoài ra chúng ta có thể bổ sung omega 3 và các hoạt chất sinh học như là lutein. Thì đây là một số các cái chất dinh dưỡng là rất là tốt cho đôi mắt của chúng ta. Chính vì vậy mà các bà mẹ nên chú ý là chúng ta chọn lựa các thực phẩm có giàu các cái dưỡng chất này để cung cấp cho bữa ăn của bé và mọi thành viên trong gia đình của mình. Và như vậy thì chúng ta sẽ có những cái đôi mắt luôn luôn được khỏe và luôn luôn được bảo vệ. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn có thể áp dụng những cái biện pháp mang tính chất hỗ trợ. Ví dụ như là chúng ta có thể tập massage, yoga cho đôi mắt của chúng ta. Có những cái bài tập riêng đó, cho đôi mắt đấy ạ? Để làm sao cho chúng ta có được một cái lưu thông tuần hoàn cho mắt, và cũng như là cái sự nghỉ ngơi của mắt được tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải chú ý rằng là đôi mắt thì là biểu hiện cuối cùng khi mà chúng ta cơ thể mỏi mệt, nên chính vì vậy mà chúng ta phải nhớ giấc ngủ cũng phải rất là đầy đủ. Thứ hai nữa là chúng ta cũng phải có cái sự vận động tập luyện và tránh các cái stress, và tinh thần thực sự là thoải mái, thì khi đấy đôi mắt của chúng ta cũng luôn luôn được hỗ trợ để làm sao có được cái đôi mắt sáng và khỏe mạnh nhất. Cảm ơn bác sĩ Tuyết Mai. Vân cũng xin được chia sẻ một vài những cái bí quyết của riêng Vân, bởi vì cho đến giờ phút này thì các thành viên trong nhà của Vân là chưa có ai phải đeo mắt kiếng hết, nên là phải luôn tự nhắc nhở bản thân rằng là mình phải chăm sóc cho sức khỏe đôi mắt của mọi người tốt hơn bằng những cái thói quen tốt. Vân nói ví dụ, nếu như mà mình có chở các con đi ngoài đường bằng xe máy thì chắc chắn là phải có khẩu trang nè, và phải đeo mắt kiếng
mấy bạn thì rất là thích được nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nhưng mà đường xá của mình thì bụi quá, và nếu như không đeo mắt kính thì về là các con sẽ nói là khô mắt, thậm chí là dụi, rồi có những cái bụi ở trong mắt và làm trầy cái võng mạc của mắt. Rồi các bạn xem các thiết bị thông minh thì mình cũng phải hạn chế thời gian nữa, chứ cũng không thể nào xả vàng được, thì sẽ rất là nguy hiểm cho việc điều tiết mắt trong một cái thời gian quá lâu. Nếu như các bé nhà mình mà học bài thì Vân hay nói con là sau một khoảng thời gian thì con đứng lên để cho mắt của mình nó được nghỉ ngơi, và luôn luôn phải giữ một cái khoảng cách nhất định, và phải học trong một cái lượng ánh sáng nó phải thật sự là phù hợp. Cái đèn mà nó chói quá thì cũng ảnh hưởng đến cái việc mắt của con phải tập trung quá. Và thường thì mình sẽ mua cho con cái đèn mà mọi người hay nghe cái lời giới thiệu là đèn chống cận thị đó. Đó. Thì cái ánh sáng của nó rất là dịu, dạ, sẽ làm cho bé cảm thấy dễ chịu hơn. Rồi nếu mà các bé đi bơi thì mẹ cũng dặn là các con phải đeo kính bơi và phải đeo thật là cẩn thận, sát vô cái đôi mắt của đôi mình. Mắt. Sau đúng khi rồi. Mà bơi xong thì mình sẽ nhỏ mắt cho con. Thì mình cũng lựa chọn những cái loại thuốc nhỏ mắt hoặc là những cái nước muối chuyên dùng cho đôi mắt, mà nó an toàn thôi, để mà mình sẽ chăm sóc mắt của con tốt hơn, và cả mắt của Vân cũng như thế nữa. Bên cạnh đó là nếu như mà bé có bất kỳ một cái dấu hiệu nào đó liên quan đến việc bị đau mắt thì mình không có nên chủ quan, mình sẽ phải dẫn con đi khám. Bản thân Vân cũng như vậy, Vân cũng hay hỏi bác sĩ là bây giờ mắt của em ngày hôm nay nó bị đỏ như vậy, bị đau như vậy thì em phải làm sao? Tức là mình đừng có bỏ qua những cái dấu hiệu bất thường ở đôi mắt, thì đó cũng là những cái cách để giúp cho sức khỏe đôi mắt của mình nó sẽ được cải thiện tốt hơn. Tuy nhiên, bao nhiêu những cái điều mà chúng ta vừa chia sẻ thì cũng phải quay trở lại với cái vấn đề mấu chốt, đó là tất cả những cái nguồn dinh dưỡng qua bữa ăn hàng ngày thì nó đều hỗ trợ để chăm sóc cho đôi mắt của mình tốt hơn. Hồi nãy bác sĩ có nhắc đến những cái dưỡng chất, và theo cái hiểu biết của em thì có phải là những dưỡng chất này đều có trong Rani, dầu ăn cao cấp 100% từ cá không bác sĩ? À, đúng rồi. Có một số dưỡng chất của chúng ta là có trong dầu ăn cao cấp Rani đấy. Dạ. Ví dụ như là vitamin A, vitamin E và omega 3, và trong đó có DHA, EPA. Là những cái dưỡng chất mà như tôi đã đề cập thì rõ ràng đó là những cái dưỡng chất mà rất là có ích cho đôi mắt của chúng ta. Dạ. Đấy là những cái điểm mà ưu việt của sản phẩm dầu ăn cao cấp Rani. Dạ. Thôi bây giờ để cho cụ thể hơn, mình sẽ chia sẻ vào từng nhóm những dưỡng chất đi, để tất cả quý vị khán giả cùng các bạn đang theo dõi livestream này thì các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn, để chúng ta hiểu rằng là chúng ta sẽ phải thu nạp những dưỡng chất gì có lợi cho đôi mắt của mình. Nhưng mà trong lúc mà lắng nghe bác sĩ Tuyết Mai chia sẻ thì mọi người nhớ cứ chia sẻ livestream này về tường nhà mình nha, tại vì mình sẽ được nhận quà. Mình sẽ nhận được phần quà từ Rani, dầu ăn cao cấp 100% từ cá, là 50 chai dầu ăn, khi các bạn tương tác và nhớ đặt cho chúng tôi những câu hỏi thông qua comment nha. Bây giờ thì xin nhờ bác sĩ Tuyết Mai chúng ta sẽ lần lượt phân tích những cái nhóm dưỡng chất để mọi người sẽ hiểu rõ hơn ạ. Như tôi đã đề cập thì chúng ta sẽ thấy rằng là thông thường nó có khoảng độ 6-7 cái nhóm dưỡng chất mà chúng ta cần phải quan tâm cho đôi mắt của chúng ta. Tất nhiên là tất cả các cái chất dinh dưỡng khác thì đều là có lợi cho sức khỏe, như là chúng ta đã đề cập đúng không ạ? Kể cả các cái chất cung cấp năng lượng hay các cái vitamin muối khoáng khác. Yeah. Ngoài cái mà tôi đã đề cập ra thì rõ ràng là chúng ta thấy đều là tốt cho cơ thể của chúng ta chung. Nhưng riêng đối với đôi mắt thì có 6-7 cái nhóm dưỡng chất mà chúng ta cần phải quan tâm. Đó chính là nhóm vitamin A, là nhóm kể đầu tiên. Yeah. Và chúng ta thấy rằng là vitamin A thì được gọi là một cái tên là gọi là vitamin cho đôi mắt, đúng không ạ? Và chính vì vậy mà chúng ta phải biết rằng là cái vai trò của vitamin A hết sức là quan trọng. Bởi vì vitamin A thì có tác dụng trực tiếp trên đôi mắt của chúng ta, có cái tương tác phản ứng hóa học đối với tế bào que, tế bào nón của võng mạc, và giúp cho chúng ta nhìn được vấn đề về thị lực của chúng ta. Ngoài ra vitamin A thì giúp cho chúng ta có được cái độ trong suốt của biểu mô kết giác mạc. Vâng. Điều đó giúp cho đôi mắt của chúng ta luôn luôn trong sáng đấy. Rồi tiếp theo, vitamin A thì có cái khả năng chống oxy hóa rất là tốt, nên chính vì thế mà bảo vệ cho đôi mắt của chúng ta không bị viêm loét giác mạc, và cũng như là bảo vệ để chúng ta không bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố bên ngoài như là các cái virus, vi khuẩn ở môi trường mà nó tác động vào. Thì khi đấy mà cơ thể của chúng ta đã đầy đủ vitamin A rồi thì đôi mắt của chúng ta cũng được bảo vệ khá là tốt. Và chính vì vậy mà vitamin A thì có rất là nhiều những cái tác dụng
mà chúng ta có thể thấy được rằng đặc biệt là trên đôi mắt của chúng ta. Và vitamin A thì các bạn biết rằng là có rất là nhiều ở trong thực phẩm của chúng ta đấy. Ví dụ như là đặc biệt là các cái sản phẩm mà có những cái màu sắc màu đỏ, ví dụ như là cà rốt, rồi là cà chua, rồi rất là nhiều những cái sản phẩm có màu sắc thì chúng ta sẽ chứa rất là nhiều vitamin A hay là một... Thế ngoài ra thì ở động vật thì các bạn nhớ là đặc biệt là ở trong gan rồi một số các cái sữa, thịt thì cũng rất là giàu vitamin A. Bên cạnh đó thì cái nhóm thứ hai mà chúng ta cần phải kể đến đó chính là nhóm vitamin nhóm B. Vâng. Trong nhóm B thì chúng ta kể một loạt đó là B1, B2, B3 rồi B5, B6, B12. Và các vitamin nhóm B này thì thực sự là có vai trò tốt cho thần kinh thị giác của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng là vitamin B là liên quan đến trao đổi chất, đúng không ạ? Nếu như cơ thể mà chúng ta thiếu vitamin B thì nhóm B thì ngay cả đôi mắt của chúng ta cũng thể hiện sự mỏi mệt đấy. Vâng. Nên là chính vì vậy mà chúng ta cũng phải chú ý làm sao ăn đầy đủ để có đầy đủ các cái vitamin nhóm B. Vâng. Vitamin nhóm B thì lại có nằm ở rất là nhiều các cái loại thực phẩm, như là đặc biệt là trong cái nhóm ngũ cốc, đặc biệt là ngũ cốc nguyên hạt thì các bạn chú ý là vitamin D rất là nhiều. Tiếp theo đó là nhóm vitamin nhóm C. Vâng. Vitamin nhóm C thì các bạn biết rằng là vitamin C thì có vai trò rất là tốt trong cái chống oxy hóa, đặc biệt là phòng ngừa đục thủy tinh thể. Rất là nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới đã thấy rằng là vitamin C đã trực tiếp cải thiện cho cái vấn đề giảm thiểu của cái việc mà đục thủy tinh thể thông qua cái khả năng chống oxy hóa rất là mạnh của vitamin C. Nên chính vì vậy mà chúng ta cũng nhớ bổ sung vitamin C. Và vitamin C thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Rất là nhiều trong hoa quả, rau cỏ của chúng ta. Thêm nữa đó là nhóm vitamin nhóm E. Thường thì người ta chỉ nghĩ rằng là vitamin mà nhóm E là giúp làm đẹp da thôi. Đúng rồi. Mà nó cũng làm đẹp cho đôi mắt nữa hả bác? Đúng là như thế luôn. Bởi vì vitamin nhóm E thì đấy là một trong những chất dinh dưỡng có cái khả năng chống oxy hóa rất là cao. Và các bạn biết rằng là vitamin E lại cũng đã được các nhà nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng vitamin E lại cũng có khả năng chống oxy hóa để giảm được các cái vấn đề đục thủy tinh thể và giảm vấn đề lão hóa, không những lão hóa cho da mà lại còn có cả lão hóa cho đôi mắt của chúng ta. Và các bạn biết rồi, nếu như lão hóa mắt thì sẽ dẫn đến chúng ta giảm thị lực và ảnh hưởng đến rất là nhiều các cái vấn đề về biểu mô võng mạc. Nên chính vì vậy mà vitamin E cũng lại là một trong những cái nhóm để bổ sung cho đôi mắt của chúng ta. Và chúng ta biết rồi, từ nãy đến giờ chúng ta nói vitamin A, vitamin E, thì vitamin A và vitamin E lại cũng có ở trong dầu radi đấy. Đấy, nên là chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải chú ý. Tiếp theo đó là chúng ta đến cái nhóm nữa, đó là nhóm omega. Đây là thuộc omega 369, thì đặc biệt là nhóm omega 3 và đặc biệt là vai trò của DHA thì thực sự là có tốt, rất là tốt cho đôi mắt của chúng ta, bởi vì cái tác dụng liên quan đến bảo vệ về thành mạch. Và chúng ta biết rồi, đôi mắt của chúng ta cũng được nuôi dưỡng bởi các mạch máu, và các thành mạch chúng ta khi khỏe mạnh thì chắc chắn là đôi mắt của chúng ta cũng khỏe mạnh. Và chính vì vậy mà vai trò của omega 3, 69 và đặc biệt là DHA thì chúng ta cũng thấy rất là quan trọng. Và omega 3 thì chúng ta cũng biết là có trong cả dầu ăn cao cấp Zanli. Đấy là những điểm mà tôi hết sức là chú ý. Ngoài ra thì chúng ta phải chú ý thêm các cái nhóm dưỡng chất như là lutein hay là zeaxanthin, là những cái nhóm mà thuộc để cung cấp để làm sao chúng ta cải thiện được đôi mắt đấy. Ngoài ra thì chúng ta nhớ là chú ý là phải uống đủ nước. Cái này cũng rất là quan trọng đây. Mặc dù nước thì chúng ta không coi nó là một chất dinh dưỡng, nhưng mà nó lại là chuyển hóa cho các chất dinh dưỡng của chúng ta. Nếu như chúng ta mà không đủ nước thì chắc chắn là các cái vấn đề về đào thải các chất độc và cũng như là làm chuyển hóa cho các chất dinh dưỡng của chúng ta cũng sẽ không được tốt. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải hết sức là chú ý. Và tôi cũng chỉ lưu ý rằng là từ nãy đến giờ nói thì chúng ta thấy nhớ rằng là nhóm vitamin A và nhóm vitamin E là nhóm tan trong dầu. Nên chính vì vậy mà muốn có được vitamin A và vitamin E cho cơ thể, chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta sử dụng mà có thực phẩm mà có dầu trong bữa ăn, thì khi đó vitamin A, vitamin E sẽ hấp thu được tối đa hơn. Và ưu việt này mà chúng tôi cũng thấy rằng là dầu ăn cao cấp Zanli cũng đã có vitamin A, vitamin E. Và như vậy khi mà chúng ta sử dụng một chút dầu ăn thôi thì cũng sẽ làm cho cái việc mà cung cấp ngoài vitamin A, vitamin E thì chúng ta có cái khả năng tăng cái khả năng hấp thu lên rất là tốt.
À, như vậy là không chỉ là khi nào mà chúng ta làm những món ăn mà chiên xào mình mới sử dụng rani đâu, mình cũng có thể sử dụng rani vào rất là nhiều những món ăn khác, chẳng hạn như là mình trộn salad. Lần trước bác sĩ Tuyết Mai có nhắc mọi người rồi đúng nè rồi. Mình trộn salad nè, hay là mình luộc rau củ, mình cũng có thể cho một chút dầu ăn cao cấp rani vào trong đó. Hay là bạn nấu canh, hay là mình làm các nước chấm. Em thấy là nhiều cái loại món ăn mà có cái nước chấm, ví dụ như là cái món bún đậu mắm tôm, trong cái nước chấm đó nó có một chút dầu trong đó, cũng là một cái cách để chúng ta được bổ sung thêm những dưỡng chất thiết yếu thông qua việc ăn uống. Em có cơ hội được tham gia một MV rất là đáng yêu của Rani. Và bác sĩ biết không, trong cái bài hát của Rani á, thì có một câu là nhắc tới omega 3, nhắc tới DHA và nhắc tới EPA. Nhưng mà em chưa hiểu lắm về EPA thì bác sĩ có thể giải thích cho Vân cũng như là mọi người cùng biết được không ạ? EPA thì cũng là một trong những axit béo không no nhiều nối đôi. Và EPA thì cũng là một trong những giống như tương tự với vai trò của DHA. Thì đối với đôi mắt của chúng ta thì EPA cũng có cái tác dụng đối với vấn đề thành mạch. Và khi đó cái thành mạch của chúng ta được tốt thì cũng sẽ có cái tác dụng là liên quan đến đôi mắt của chúng ta được sáng và khỏe hơn. Đây chính là những vai trò chung mà EPA mang lại, cũng giống như là DHA của chúng ta. Không biết nãy giờ mọi người có kịp nghe hết tất cả những thông tin mà bác sĩ Tuyết Mai vừa chia sẻ không? Nó khá là nhiều, bởi vì trong mỗi một nhóm dưỡng chất thì lại có những cái gạch đầu dòng riêng. Mà nếu mà chúng ta thuộc hết được là chúng ta cũng trở thành chuyên gia luôn rồi đó. Nhưng mà hãy ghi nhớ một điều rất là đơn giản thôi. Khi mà bạn là những người tiêu dùng thông minh và bạn đã tin cậy vào một thương hiệu nào đó, ví dụ như Vân đặt lòng tin vào Rani, thì khi mình mang Rani về trong gian bếp của mình, bản thân mình đã cảm thấy rất là vui khi mình sử dụng rồi. Rồi mình lại được gặp những người bác sĩ, những chuyên gia như thế này, và mình biết thêm được rất nhiều thông tin, thì mình sẽ luôn chủ động trong việc đem đến những bữa ăn ngon cho gia đình. Và nếu như mà bạn luôn luôn tự nhắc mình điều đó thì Vân tin rằng là sức khỏe của gia đình mình sẽ ngày một tốt hơn, và đặc biệt là đối với đôi mắt. Tại vì khi mà chúng ta có một cái đôi mắt sáng khỏe và tinh anh thì mình sẽ cảm thấy rất là yêu đời. Đúng. Chẳng hạn như ngày hôm nay ngồi với bác mà hai chị em mình mắt mũi lờ đờ như thế này thì mọi người cũng sẽ không cảm thấy thu hút và cũng không ai muốn nghe mình nói chuyện. Đúng. Cho nên là việc chúng ta chăm sóc sức khỏe đôi mắt là một việc tối quan trọng. Và nếu như bạn không thể nhớ hết tất cả những thông tin vừa rồi thì chúng ta chỉ cần nhớ những nhóm vitamin chính thôi. Đúng rồi. Đó là vitamin A nè, vitamin E nè, rồi omega 3, 6, 9, rồi EPA. Rồi DHA nữa. Đã. Và tất cả những thông tin đó thì chúng ta đã được cung cấp với bác sĩ Tuyết Mai. Và bạn hãy nhớ một điều đơn giản hơn nữa, đó là tất cả những dưỡng chất này đều có trong Rani. Thì khi mình sử dụng Rani thì mình cũng đã có thêm một cái sự yên tâm rằng là kiểu gì gia đình mình cũng có được những nguồn dưỡng chất như thế này. Nãy giờ là nhiều câu hỏi lắm bác sĩ ơi. Mọi người rất là muốn được lắng nghe những lời giải thích từ bác sĩ và những lời tư vấn nữa. Ở đây có một câu hỏi mình đọc cho cả nhà mình cùng nghe nha. Các bé nhà mình đều bị cận thị và viễn thị. Điều này có thể được cải thiện thông qua chế độ ăn uống hay không? Câu này rất là hay bác. Đây cũng là một cái vấn đề mà các bậc phụ huynh hết sức là quan tâm. Đặc biệt là bậc phụ huynh mà có con bị cận thị phải đeo kính đến trường thì hết sức là quan tâm. Thì quả thật đối với góc độ của chuyên gia dinh dưỡng thì chúng tôi luôn mong muốn các bậc phụ huynh chúng ta hãy tiếp tục quan tâm đến tình trạng dinh dưỡng của các con, và đặc biệt là tình trạng dinh dưỡng cho đôi mắt của các con. Chứ chúng ta không nên bỏ qua cái vấn đề này, bởi vì cái việc mà chúng ta đeo kính thì mới chỉ là một giải pháp để các con giải quyết được vấn đề thị lực trước mắt thôi. Tuy nhiên về mặt lâu dài thì chúng ta phải nhớ rằng nếu như bé được dinh dưỡng tốt và đặc biệt là dinh dưỡng cho đôi mắt như là tôi đã nói thì đấy là một trong những cái giải pháp sẽ cải thiện được cho đôi mắt của bé. Và các bậc phụ huynh cần phải chú ý rằng là vẫn tiếp tục chăm sóc đôi mắt cho bé qua dinh dưỡng thông qua những cái thực phẩm mà tôi đã kể trên, và cũng như là các cái nhóm dưỡng chất mà có trong các cái thực phẩm để chúng ta tăng cường cho bé. Thì khi đó bé của chúng ta mới cung cấp đầy đủ các cái nhóm dưỡng chất, ví dụ như là vitamin A, E, B1, omega 3, đúng không ạ? Thì như vậy thì làm cho đôi mắt của bé cũng sẽ ngày càng khỏe hơn và cũng sẽ cải thiện được phần nào đến cái tình trạng về thị lực của bé. Sự quan tâm của phụ huynh như vậy là rất đáng hoan nghênh. Tại vì thực tế là có nhiều người nghĩ rằng thôi đằng nào nó cũng bị cận rồi,
thì đeo mắt kiến thôi và cũng bỏ qua những cái yếu tố khác để giúp cho sức khỏe đôi mắt được cải thiện. Nhưng mà thực sự là những điều đó nó cũng rất là quan trọng. Thêm nữa là cái thói quen sinh hoạt tốt và việc tập luyện những cái bài tập đơn giản cho mắt, Vân thấy nó cũng có những cái tác dụng nhất định, cho nên mọi người nhớ tham khảo ha. Có một comment nữa chắc là của một bạn cũng là khá vất vả trong công việc của mình. Bạn ấy nói rằng là mình làm việc văn phòng không tiện để đi tập luyện yoga hoặc là massage. Có biện pháp phòng ngừa bệnh về mắt nào khác mà mình có thể áp dụng hay không? Cũng chia sẻ, tại vì nhiều người cũng... Đúng rồi. Coi như là công việc cứ cuốn họ đi mỗi ngày và họ muốn thay đổi cái lịch trình của mình cũng không được ạ. Đúng là như thế. Đối với các bạn nhân viên văn phòng thì chúng ta biết rồi, áp lực là ngồi trước màn hình đúng không ạ? Yeah. Rất là nhiều giờ và đương nhiên là chúng ta dễ bị mỏi mắt, nhức mắt. Và cái hiện tượng này thì chúng ta thấy rằng lâu dài thì chúng ta sẽ bị liên quan đến vấn đề thị lực của mắt. Vậy thì các bạn thì có rất nhiều các biện pháp hiện nay, cũng như là Ốc Thanh Vân cũng đã chia sẻ, và chúng ta biết rằng là có nhiều bạn cũng tự tập cho mình các cái biện pháp như yoga rồi massage đôi mắt, rồi cũng áp dụng tất cả những biện pháp làm thế nào để giảm ánh sáng của màn hình này, rồi là 5 phút, 10 phút chúng ta phải đứng dậy để thư giãn này, rồi nhắm mắt để điều tiết mắt. Thì tất cả những cái biện pháp này đều là những biện pháp rất là tích cực cho đôi mắt của chúng ta. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cũng giống như các bé bị cận thị đi đến trường, thì đối với nhân viên văn phòng khi mà chúng ta áp dụng cả cái biện pháp massage yoga rồi thì chúng ta phải kết hợp luôn cái vấn đề đó là các cái vấn đề yếu tố về dinh dưỡng. Chúng ta nên sử dụng các cái thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như là nhóm vitamin A, nhóm B1, C, E, omega 3 mà tôi đã kể. Và đặc biệt là các bạn có thể chọn những cái thực phẩm mà chúng ta có được chế biến từ những cái sản phẩm mà giàu các cái dưỡng chất này, ví dụ như là dầu ăn cao cấp Zali. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể cung cấp thêm được vitamin A, vitamin E nữa. Bác sĩ Tuyết Mai ơi, nhiều comment quá, bây giờ biết lọc ra comment nào để hỏi bác sĩ đây. Nếu như mà ai đó mà đặt ra câu hỏi mà các bạn chưa nhận được câu trả lời thì các bạn thông cảm giùm nha, tại vì thời lượng của chương trình cũng có hạn, nhưng mà những chuyên gia của Rani sẽ lần lượt vào giải đáp để cho mọi người cảm thấy yên tâm nhất. Và đương nhiên là nếu như các bạn tương tác với chúng tôi là các bạn sẽ có quà từ Rani. Chúng ta sẽ có 50 phần quà là 50 chai dầu ăn Rani, dầu ăn cao cấp 100% từ cá nha. Còn bây giờ mình sẽ thấy rồi, một cái câu hỏi này cũng rất là thú vị đây. Xin hỏi bác sĩ Tuyết Mai là nên ăn sáng món gì để vừa nhanh chóng mà vừa hỗ trợ dinh dưỡng cho đôi mắt ạ? Toàn là những người bận rộn thôi bác ạ. Đúng là những câu hỏi của những người bận rộn này, làm thế nào lại vừa nhanh mà lại ngon, mà lại bổ dưỡng, mà lại đặc biệt là bổ dưỡng cho đôi mắt, đúng không ạ? Vào buổi sáng, tại vì chúng ta bắt đầu một ngày thời mới. Thời gian rất là ít, đúng không ạ? Lại còn một ngày mới để wake up tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Thế thì thực ra là cái câu hỏi này cũng là cái mối quan tâm cũng hết sức là đáng trân trọng của các bậc phụ huynh và đặc biệt là những chị em nội trợ. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là một buổi sáng thời gian chúng ta không nhiều, chúng ta phải cố gắng làm sao mà chọn lựa những cái món ăn làm sao thật sự là để các thành viên trong gia đình đều dễ ăn. Bởi vì sáng ra là mọi người cũng không dễ ăn đâu, vừa bận rộn với cả vừa mới ngủ dậy là cũng khá là khó ăn uống. Tuy nhiên chúng ta cũng phải rèn những cái thói quen ăn sáng và tuyệt đối là không nên bỏ ăn sáng đâu đấy. Thì như vậy thì đôi mắt trước tiên là chúng ta chỉ cần ăn sáng đầy đủ thôi thì đôi mắt cũng đã là tốt lắm rồi, đúng không ạ? Thế huống chi là chúng ta lại còn chọn được xem cái thực phẩm nào cho vào trong cái món thực đơn buổi sáng nhé. Như chúng ta tìm lại cái vấn đề đó là 5 dưỡng chất hoặc là 6 dưỡng chất mà tôi đã kể ra, đúng không ạ? Thế thì vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin 1 thì chúng ta đều thấy rằng đó chính là các cái món liên quan đến từ ngũ cốc này, rồi cho đến món rau salad, cho đến củ quả của chúng ta thì đều chứa những cái các cái thành phần dưỡng chất này. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể làm cơm chiên, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể là làm mì, hoặc là miến, phở mà chúng ta có thể bổ sung rất là nhiều rau xanh này, rồi chúng ta có thể thêm các cái vấn đề về các cái đa dạng thực phẩm khác như là các cái ngũ cốc, rồi các cái loại hạt, rồi các cái loại sữa từ sữa đậu lành rồi đến các sữa tươi. Và đặc biệt là chúng ta bổ sung thêm các cái thực phẩm mà có giàu các cái vi chất dinh dưỡng như là tôi đã nói, thì đấy là những cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý cho bữa sáng của chúng ta. Việc này cũng rất là quan trọng, tại giống như nhà Vân là buổi sáng là mọi người ai cũng tất bật,
đếm từng phút một luôn. À, ngoài ra Thanh Vân có biết không là chúng ta phải nhớ rằng là bữa ăn sáng chúng ta rất hay có món đấy là món trứng đấy. Dạ. Mà trứng thì cũng chứa rất là nhiều vitamin A, vitamin E nữa. Mà khi mà chúng ta có thể làm món trứng chiên chẳng hạn thì chúng ta lại dùng thêm một chút dầu gan ly nữa thì rất là tuyệt vời. Mà cái món này là siêu nhanh luôn. Đó, vừa nhanh mà lại cũng có thể hoàn toàn là cung cấp thêm được các cái chất dinh dưỡng cho đôi mắt của chúng ta, thật sự là sáng khỏe. Dạ, tại vì nhiều gia đình thì cũng sinh hoạt theo cái lịch trình như vậy, tức là buổi sáng thì sẽ ăn sáng rất là nhanh, hoặc là ba mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi đưa các con đến trường rồi các bé học cả ngày luôn. Rồi buổi trưa thì ba mẹ có thể là sẽ ăn ở bên ngoài, ăn gần văn phòng của mình, và nhiều khi công việc bận rộn thì đôi khi cũng hơi lơ là cái chuyện ăn uống, và có khi 2-3 giờ chiều mọi người mới ăn trưa, xong rồi đến buổi chiều tối về thì lại tập trung cho cái bữa tối. Và như vậy thì cũng có nghĩa rằng là bữa tối này, bữa sáng là rất là quan trọng, chúng ta tuyệt đối không nên bỏ qua. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là bữa trưa không quan trọng nha. Bữa trưa cũng rất là quan trọng. Nói chung là việc ăn uống thì lúc nào cũng là cần thiết. Và khi mà chúng ta lập thành một cái thói quen ăn uống nó khoa học, lành mạnh, thì bạn cũng đã có thêm một cái phương thức để chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn rồi. Và đôi mắt của mình, bạn thử để ý xem, một thời gian nào mà mình sinh hoạt nó không điều độ và mình ăn uống không đủ chất là mắt mình tự động nó sẽ rất là mau mỏi mệt. Nhưng khi nào mà mình thay đổi được cái điều đó thì tự động mình thấy rằng là mắt của mình khỏe hơn rất nhiều. Lúc đó thì mình cũng sẽ cảm thấy yêu đời hơn, vui vẻ hơn, và chắc chắn là những thành viên còn lại của gia đình mình cũng như vậy. Quả thật là Ốc Thanh Vân là một người mẹ tuyệt vời, bởi vì từ nãy đến giờ là Ốc Thanh Vân rất là thuộc bài về dinh dưỡng rồi, và chắc chắn là các con của Ốc Thanh Vân chắc chắn là luôn luôn có đôi mắt rất là khỏe mạnh rồi. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì đã dành lời khen cho em. Nhưng mà em nghĩ cũng may mắn là vì em được gặp bác sĩ Tuyết Mai cũng như những chuyên gia của Rani. Khi mình được làm những chương trình như vậy thì mình cũng được cập nhật rất là nhiều những thông tin hay. Vâng, mong rằng là khi mà mọi người lắng nghe những thông tin này thì mình hiểu biết là đã tốt rồi, nhưng mình chia sẻ sự hiểu biết của mình với bạn bè của mình để mọi người cùng chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Có một cái câu hỏi cũng rất là hay, và nó cũng là thắc mắc của khá là nhiều bạn, vì họ hỏi giống nhau, đó là tại sao dầu anh Reni lại hỗ trợ cho sức khỏe của mắt ạ? Như vậy là em thì em biết câu trả lời rồi đó. Trong suốt cái quá trình mà chúng ta nói chuyện với nhau từ nãy đến giờ là chúng ta đã đề cập khá nhiều rồi. Yeah. Thế thì đây là một cái câu hỏi đi vào chi tiết cụ thể luôn, đúng ạ. Thế thì dầu ăn cao cấp Reni thì chúng ta cũng đã biết là Viện Dinh dưỡng cũng đã nghiên cứu một cái đề tài và đã xác định được cái thành phần dinh dưỡng của dầu ăn cao cấp Reni. Trong đó thì có các cái thành phần như vitamin A, vitamin E, omega 3, là nhóm của axit béo không no nhiều đối đôi, và trong đó thì có cả DHA, EPA, là những cái chất dinh dưỡng mà rất là tốt cho mắt mà tôi đã đề cập ở trên. Chính vì vậy mà chúng ta lại nói lại với nhau một lần nữa thì với những cái thành phần chất dinh dưỡng này thì rõ ràng là dầu ăn cao cấp Reni cũng là một trong những thực phẩm và một cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe, và trong đó là có sức khỏe của đôi mắt của chúng ta. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Tuyết Mai vừa nhắc lại thông tin vừa rồi. Chúng ta đã nói rất nhiều những nhóm đối tượng như là những người bận rộn, những người đi làm văn phòng, những bậc phụ huynh hay là các bé nhỏ. Nhưng mà còn một nhóm đối tượng nãy giờ chúng ta chưa đề cập đến, đó chính là những người cao tuổi trong gia đình. Với người cao tuổi thì sức khỏe nói chung là nó cũng đã khác nhiều so với khi mà họ còn trẻ. Vậy thì riêng đối với sức khỏe của đôi mắt, để mà đôi mắt của người cao tuổi khỏe hơn thì chúng ta nên làm gì ạ? Đúng rồi. Với người cao tuổi thì việc chăm sóc đôi mắt là hết sức là quan trọng. Yeah. Nhưng tất nhiên chúng ta phải nhớ rằng đôi mắt là ngay từ nhỏ là chúng ta cũng đã phải chăm sóc rồi. Còn khi đã cao tuổi thì chúng ta cũng phải nhớ rằng là sự lão hóa theo thời gian thì đôi mắt của chúng ta cũng lão hóa. Và chúng ta cũng phải trải qua rất là nhiều các yếu tố tác động từ môi trường, vấn đề dinh dưỡng, vấn đề thói quen sinh hoạt, thì chúng ta đã làm cho đôi mắt của chúng ta cũng đã thay đổi rất là nhiều. Và khi đó chúng ta mắc các cái bệnh về mắt rất là nhiều. Ví dụ như là khi người cao tuổi mà mắc kèm thêm các cái bệnh mãn tính không lây như là đái tháo đường, tim mạch, huyết áp thì cũng làm cho đôi mắt của người cao tuổi của chúng ta cũng sa sút rất là nhiều. Ví dụ như là giảm thị lực, rồi đặc biệt là đục thủy tinh thể hay là thoái hóa võng mạc, vân vân. Thế thì chính vì vậy mà người cao tuổi thì cần phải chú ý chăm sóc đôi mắt nhiều hơn.
Thế thì đối với cái góc độ về dinh dưỡng thì chúng tôi thấy rằng cũng tương tự như với trẻ em và với tất cả chúng ta, cả người lớn của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà bổ sung các cái dưỡng chất thường xuyên hàng ngày vẫn là nhu cầu thiết yếu cho đôi mắt của chúng ta và người cao tuổi. Đặc biệt đối với người cao tuổi thì chúng ta nên chú ý ăn tăng cường thêm rau xanh, quả chín, và đặc biệt là ăn đa dạng rất là nhiều các cái màu sắc khác nhau thì sẽ có nhiều các cái chất chống oxy hóa, và khi đó thì cũng hạn chế phần nào cái sự lão hóa của đôi mắt của chúng ta. Đặc biệt là bởi vì chúng ta biết rồi là vitamin A, E, C, B1 thì có rất là nhiều trong các cái rau quả, và đặc biệt các cái màu sắc khác nhau như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta cung cấp được nhiều các cái dưỡng chất hơn. Và người cao tuổi thì cần phải chú ý cái việc đó. Ngoài ra thì người cao tuổi cũng luôn luôn phải chú ý bảo vệ đôi mắt, ví dụ như là về tư thế ngồi này, rồi là cũng hạn chế phải xem màn hình này, rồi cũng phải ngủ nghỉ làm sao cho đúng giờ này, và cũng phải tập luyện thể dục thể thao đều đặn để làm sao tăng cường sức khỏe một cách dẻo dai, thì khi đó đôi mắt của chúng ta cũng luôn luôn có được một cái sức khỏe tốt. Và ngoài ra thì người cao tuổi cũng phải nhớ rằng là trung hòa tổng thể cho cơ thể của chúng ta. Khi mà chúng ta bị bệnh thì chúng ta cũng phải đi khám bệnh, chữa bệnh để làm sao thực sự là cơ thể của chúng ta đã khỏe một cách toàn diện rồi thì chắc chắn là đôi mắt của chúng ta cũng sẽ khỏe theo. Và người cao tuổi cũng nhớ là chú ý luôn luôn tìm cho mình những cái giải pháp phù hợp để mình có thể thay đổi để làm sao cho đôi mắt của chúng ta khỏe hơn. Vâng ạ, như vậy là rõ ràng là không chỉ có người cao tuổi mà tất cả những nhóm đối tượng khác, dù cho chúng ta làm công việc gì, chúng ta thuộc giới tính gì và chúng ta bao nhiêu tuổi, thì việc chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt là một điều vô cùng cần thiết. Và với những thông tin mà ngày hôm nay bác sĩ Trương Tuyết Mai vừa chia sẻ thì Vân nghĩ là nó cũng rất là đầy đủ để mà mọi người biết cách chăm sóc cho đôi mắt của mình khỏe hơn. Tuy nhiên là ở đoạn cuối này thì có lẽ chúng ta sẽ một lần nữa nhắc lại những điều tổng quát nhất để những bí quyết này sẽ được ghi nhớ một cách nó dễ dàng nhất và mọi người sẽ cùng dễ dàng áp dụng trong cái bữa ăn gia đình của mình cũng như là trong cả thói quen sinh hoạt để bảo vệ đôi mắt của mình tốt hơn ạ. Xin nhờ bác sĩ Tuyết Mai ạ. Đúng là chúng ta sẽ phải tóm tắt lại với nhau để xem rằng là bí quyết nào sẽ là bí quyết để cho đôi mắt của chúng ta sáng khỏe. Thì chúng ta sẽ tổng hợp lại một số cái thông tin. Ngoài cái vấn đề mà chúng ta phải thay đổi cái thói quen sinh hoạt để hay là kể cả tư thế, hay là cái vấn đề hạn chế sử dụng các cái công nghệ thông tin và sử dụng cái vấn đề ngồi nhiều quá trước màn hình, thì chúng ta phải rất là chú ý đó là cung cấp các cái chất dinh dưỡng cho đôi mắt của chúng ta. Và như tôi đã đề cập thì rõ ràng là chúng ta phải nhớ các cái nhóm chất dưỡng là vitamin A, vitamin E, vitamin C, B1 và omega 3, DHA là những cái nhóm dưỡng chất là hết sức là quan trọng cho đôi mắt. Và chú ý rằng trong các nhóm dưỡng chất này thì hãy tìm tới những cái thực phẩm giàu các cái dưỡng chất này. Và chúng ta phải chú ý ăn đa dạng thực phẩm để làm sao có được các cái chất dinh dưỡng này, và đặc biệt ở trong các cái nhóm rau củ quả hay là nhóm ngũ cốc. Và đặc biệt là khi chúng ta muốn cung cấp thêm vitamin A, vitamin E hay omega 3 thì chúng ta có thể sử dụng dầu ăn cao cấp Zenly là một trong những sản phẩm có chứa nhiều các cái chất dinh dưỡng này, và các chất dinh dưỡng này cũng sẽ được hấp thụ cao khi mà được sử dụng cùng với dầu. Thế thì chúng ta cần phải chú ý. Ngoài ra thì chúng tôi rất là khuyên là một cái cơ thể, đôi mắt cũng là một phần của cơ thể, nên chính vì vậy mà khỏe chung cho cả cơ thể cũng sẽ là khỏe chung cho đôi mắt của chúng ta. Nên chúng ta chú ý làm sao chúng ta luôn luôn có giờ giấc ngủ nghỉ, tập luyện, thể dục thể thao đều đặn, hạn chế những cái thói quen xấu, ví dụ như là hút thuốc hoặc là uống rượu bia quá nhiều thì chúng ta cũng nên hạn chế để chúng ta đảm bảo cho cơ thể khỏe mạnh và đôi mắt của chúng ta cũng khỏe mạnh theo. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Tuyết Mai rất nhiều. Hôm nay cũng nhờ bác sĩ Tuyết Mai mà mọi người mới hiểu hơn rất nhiều những thông tin liên quan đến từng nhóm dưỡng chất. Vì chúng ta đều biết rằng là những dưỡng chất nó luôn có lợi cho cơ thể của mình, và với sức khỏe đôi mắt thì điều đó lại càng cần thiết. Tuy nhiên để hiểu rõ thì không phải ai cũng biết. Nhưng mà với một cuộc trò chuyện từ Rani tổ chức như thế này thì mọi thông tin nó đã được đơn giản hóa, và mọi người sẽ biết cách để mà cập nhật làm sao cho bữa ăn của mình ngon hơn, và chúng ta sẽ có thêm những dưỡng chất thông qua nguồn thực phẩm mà chúng ta thu nạp vào cơ thể hàng ngày, và bạn sẽ có đôi mắt khỏe hơn, sáng hơn. Và điều này khi được áp dụng và lan tỏa thì Vân tin rằng là sức khỏe đôi mắt của mọi người cũng sẽ được cải thiện rất là nhiều. Mình cũng mong rằng là tất cả người Việt Nam chúng ta sẽ thật sự nghiêm túc
trong việc chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Và lần sau mà chúng ta có gặp lại nhau thì các bạn ấy sẽ khoe với bác sĩ Tuyết Mai rằng là bác sĩ ơi, nhờ áp dụng những thông tin đó, nhờ sử dụng Rani trong việc nấu ăn hàng ngày mà bây giờ đôi mắt của họ đã được cải thiện và sức khỏe về mắt của mọi thành viên khác trong gia đình cũng đã thay đổi rất nhiều. Thì mình cùng hy vọng điều đó đi ha. Và mọi người nhớ là chúng ta sẽ chia sẻ livestream này về tường nhà mình để nhận được quà từ Rani nha. Sẽ có 50 chai dầu ăn Rani, dầu ăn cao cấp 100% từ cá sẽ được gửi đến cả nhà mình. Và danh sách những người may mắn trúng quà, đó là những người đã tương tác, đã gửi những câu hỏi thông qua comment, sẽ được cập nhật trên fanpage của Rani. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trương Tuyết Mai rất nhiều vì những thông tin rất là hữu ích mà ngày hôm nay bác sĩ đã chia sẻ. Và Ốc Thanh Vân cũng xin được cảm ơn tất cả những ông bố, bà mẹ, tất cả quý vị khán giả và các bạn đã luôn quan tâm. Và hy vọng là những buổi trò chuyện như thế này sẽ còn được tổ chức nữa để chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những thông tin hữu ích chăm sóc sức khỏe của mọi người tốt hơn. Bây giờ thì mình sẽ cùng chào tạm biệt quý vị khán giả nha bác sĩ. Rồi. Trước khi chào tạm biệt, xin cảm ơn MC Thanh Vân và tất cả các quý vị khán giả đã cùng livestream với chúng tôi trong cái buổi ngày hôm nay. Và chúc các quý vị khán giả chúng ta sẽ luôn luôn làm sao có được đôi mắt sáng, khỏe và đẹp. Đúng ạ. Và một cơ thể thật sự khỏe mạnh. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì Ốc Thanh Vân cùng bác sĩ Tuyết Mai xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Tạm biệt. Chào.